Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây nắm đấm gold, một phiên bản free. Vâng, rất thích khi mà được nhận đồ free. Nhưng khi mà anh em lấy cái nắm đấm này lên so sánh ý, thì mình thấy nó khá là yếu. Yếu hơn cả nắm đấm Dragon. Nhưng đối với một hàng free thì chúng ta có thể yêu cầu cái gì cao được. Đã rất nhiều người biết mình và chat lên cái khung chat. Vâng, cái hậu quả sau đấy thì kiểu gì mình cũng bị hiếp sâm mà nà. Cố lên, chúng ta sẽ thoát được bởi những cái pha lùa người đến những cái thanh từ những thanh niên zombie nguy hiểm này. Rồi đấy, mít kìa, té thôi. Vâng, phải đợi chúng nó nhảy trước rồi mình mới nhảy cơ. Mít thế đéo được bọn này đâu. Ui rồi, Rebecca VIP luôn. Vâng, nếu mà được tặng TMP thì em còn cảm ơn hơn nhiều. Cái này thì cũng tạm được thôi. TMP thì cover cận chiến phê lắm. Đấy rồi, này đi nhấp nhảy mà chạy đi quay tay lại. Úi dồi, chị tá ơi bình tĩnh, chậm thôi, chậm rãi thôi, cái cặp ấy nó đung đưa nó nặng lắm bạn này. Rồi vâng, chân dài không bằng cương thi để mà chạy nhanh đâu, chị được cái đấy là to thôi. Vâng, hai quả bưởi nó đu vào người chạy thì đéo được. Ok, đâu rồi? Úi dồi, nó lên trên này nó móc ạ. Vâng, hay lắm, rất hay. Vâng, chỉ đứng một chỗ thôi. Úi dồi ôi, nặng quá, nhảy không nổi luôn ạ. À, chạy nấp à? Này thì đi nấp. Đâu rồi? Chạy ra là nhanh vậy ba. Úi dồi, té thôi. Nó tính thông từ dưới đít thông lên đấy. Bộ này không phải dạng vừa đâu. Chết luôn. Tuy nhiên thấy máu yếu cái lao xuống chém luôn ạ. Thằng này chắc cũng chơi dao các kiểu này. Ok, gì ấy, chạy đâu con lợn này. Ý, nhấp nháy này. Đây rồi, té thôi. Úi dồi, mất giáp kìa. Tôi xong rồi. Thầy đạn vãi xoài. Ôi, cào xa thế. Vâng, nó cào xa cả km. Dạo này mạng lác ấy nhở. Thế mà tin được. Quả đấy thằng kia thầy đạn hài vãi. Vâng, một quả thầy đạn đi vào lòng người. Thằng kia nó không thay đạn thì hai anh em mình đã không chết rồi. Đèn quá. Không, quả đấy mình sấy cỡ đấy mà nó cào vẫn tới là thế đéo rồi nhở. Game hư cấu vãi. Úi dồi ôi. À, dạo gần đây thì cái máy của mình nó bị hư rồi. Hiện tại thì mình đang chơi cái máy cũ hồi trước. Cái máy cũ hồi trước thì nó là khám lọ. Mắc khám luôn ý. Màn hình thì bé. Chơi di chuyển đéo linh hoạt. Vâng, mắc phế. Nhưng phải cố thôi, mình hiện tại thì mình đang đặt con hàng mới để về có thể thực hiện quay clip tốt hơn. Cái máy này nó sao ấy. Vâng, dạo này thì anh em sẽ nghe giọng khác hơn hồi trước. Cái máy này nó thu âm cùi bắp mà, biết làm sao được. Vâng, méo mó có hơn không. Nhưng cái khoản bắc cua thì ok. Vâng, chúng ta có thể nhảy tốt ở cái máy này. Nhưng việc săn tốt thì chắc là điều không thể rồi. Và hiện tại thì nó là lag, không biết là do máy mình lag hay là do mạng lag nữa. Thế mà tin được. Đấy, nhiều lúc nhảy lên đây thì cứ hay rớt xuống ấy, làm mình rất là cáu. Vâng, cáu thì sau đấy thì cái máy nó không còn được nguyên vẹn anh em ạ. Thế rồi, AFK. AFK đi rồi. Rồi, ok, té. Chạy thôi, úi dồi. Đâu ra mà sau lưng hay vậy. Súng nào, úi dồi. Ô, không lên được rồi, đậu phộng, vãi xoài. Vâng, quà đấy ấn nút nhảy, đéo thì nhảy lên được, thế là tin rồi. Cái máy này, một cái đặc điểm nó là khốn nạn, đó chính là ấn nút nhảy nó không nhảy, nó cứ kiểu là bị liệt bàn phím ý. Cái máy này hồi trước mình chơi mình biết rồi, úi dồi, nhảy bóng mắt à. Vâng đấy, cứ ấn nút nhảy nó không nhảy lên, nó khó chịu. Cái này không biết là fix lỗi như thế nào. Vâng, fix lỗi đơn giản nhất chính là đổi máy thôi. Sau khi để đổi lên con kia thì mình đã hết bị ấn nhảy không nhảy. Tại màn hình chắc là nó bé quá, màn hình này chỉ nó có 5 inch thôi. Nếu các bạn chơi, úi dồi ôi, nó giật lag kìa. Nó giật lên giật xuống, thằng hero nó thốn cực. Không biết thế nào né được. Hài vãi. Đây rồi. Nếu các bạn muốn chơi game này tốt thì mình nghĩ màn hình to thì sẽ giúp các bạn chơi game tốt hơn.
vãi xoài tự dưng rớt này, thế hồi tinh rồi. Còn nếu những màn hình bé quá như 5 inch thôi thì chơi rất là khó khăn, chơi không tốt. Còn chơi thì vẫn chơi ok, nhưng chơi tốt thì còn điều không thể. Đành phải buông hết tất cả thôi. Vâng, phải buông hết tất cả thôi anh em ạ. Cái phòng đấy quá nhiều người biết NAT, và cái điều đấy không thể khiến NAT sống ở cái phòng đấy được. Mỗi thằng nào mà nó làm giúp ba ấy thì mọi sự chú ý nó sẽ hướng vào mặt mình, bị mệnh. Sống thế sống làm sao được. Vâng, như có thằng mới hồi sinh đấy rồi, mới thằng mới vào này, hai nhát, ui rồi ôi la liếm tí chị tá thôi mà. Vâng, đã bị hiếp sấp mặt lờ rồi, té thôi, bình tĩnh nào. Vâng, chờ của mày hết đấy, mày ăn hết đi, tao không thèm nữa đâu. Vâng, con y tá có sắc đẹp cực kỳ là quyến rũ, vâng, chỉ la liếm tí thôi cộng đồng nó sẽ hiếp ngay. Anh em phải biết là điều quan trọng là không nên sờ vào y tá với cương thi nhiều nhá. Rồi thằng kia cầm đu gắt linh nó xấy như một vị thần ấy, cứ kiểu như là bố mày cân tất ăn cả đất xung quanh. Mình đang đợi giây phút hero đây. Cái trận lúc nãy thì chỉ chạy thôi, chạy là ok. Còn chơi mà nếu mà làm clip ấy không lao vào hiến máu nhân đạo thì thực sự là không có những clip hay. Mà lao vào hiến thì thực sự bọn kia nó ép người quá đáng, mình không thể làm clip được. Té thôi. Ôi dồi ôi, chúc bạn may mắn. Vâng, mình thì mình chỉ biết chạy thôi anh em ạ. Đấy, chạy như này thì nó đơn giản thôi. Còn nếu mà lao vào đấm đá các kiểu thì rất là khó. Ăn được một thằng là thằng khác nó vây lại nó hiếp mình. Vâng, sống thế đéo là được. Đây là hòm này. Úi dồi ôi, ta thấy hòm cũng không có gì nữa chứ. Biến luôn cho nó chất. Anh em đâu? Bơi lại đây xem nào. Tao sợ chúng mày quá cơ. Đây, hàng đây, tới đây mà húp. Úi dồi ôi, chạy đâu vậy? Ôi tơ kìa, thôi. Gặp anh tơ nữa. Ơ kìa, ấn nhầm nút. Ôi thôi xong rồi. Đậu phộng. Cái máy này không quen đấy em ạ. Sự là khó quen với cái máy này lắm. Đang hay đậu xanh chưa làm được gì, chưa chém được thằng nào luôn ấy. Một quả chết đi vào lòng người, chết mắc hư cấu. Mong là cái máy kia nó sớm về để mình có thể thực hiện quay clip lại bình thường. Như này nó khám quá, chơi không thể được. Úi dồi ôi, cái máy này không biết là nó lag hay là dầu mạng nữa. Có nhìn người ta cứ đi xuyên tường với lại giật lùi các kiểu làm mình hoang mang cực. Bắn cái gì ấy? Lại đây, đấm nốt luôn. Úi dồi ôi, sau lưng. Chạy. Đừng rớt xuống nhá. Ok, không rớt xuống rồi. Úi dồi ôi, nó đuổi nhây kìa. Mình sẽ áp sát và đấm bốc. Úi dồi ôi. Ở trên luôn này. Vãi, phi tiêu mạnh quá anh em ạ. Mừng có 3 Legion. Úi dồi ôi, liếm hòm cũng chết. Vâng, làm cái gì nó cũng mất giáp. Đậu xanh. Tao sợ chúng mày quá cơ. Bơi hết vào đây. Chờ nốt trận này mình sẽ nghỉ rồi. Cố gắng làm trận cuối cho nó ra vẻ nào. Rồi, cần lắm những tay săn người nhiệt huyết nào. Ơ kìa, What the fuck. Đâu hết rồi. Vâng, lại đi săn rồi. À đây rồi, có hero. Được rồi. Đến đây. Úi dồi ôi, cái giây phút này nó rất là lâu rồi. Vâng, úi dồi, nó cào chết thằng kia rồi. Kinh vờ lờ. Rồi mình sẽ cấu máu bớt mấy bọn này. Biến hero luôn. Úi dồi, biến nó cũng đếp lây nữa, vãi xoài. Vâng, ấn biến cả tiếng đồng hồ thì nó mới biến. Bị mệnh, thế hồi tình được. Đây rồi, úi dồi, chém cái máy này nó ngáo vãi là. Thực sự cái màn hình nó bé quá anh em ạ. Có 5 inch thôi. Bơi hết vào đây, úi dồi ôi, thơm quá. Nhiều kêu quá. Ơ kìa, chạy đâu ấy? Còn đúng 2 thằng thôi. Rồi,
Rồi, từ từ. Ui, cái gì vậy?